Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 3 tháng 1 2024 giá neo ở mức cao. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục neo ở mức cao với các giống lúa. Đặc biệt lúa đông xuân sớm gần ngày cắt đang được anh em thương lái mua nhiều. Giá tham khảo hôm nay: tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 8.000 tới 8.200, OM 380 8.900 tới 9.000 đồng, IR 504 9.000 tới 9.100, Nàng Hoa 9.700 tới 10.000, Đài Thơm 8 10.300 tới 10.500, OM 5451 9.900 tới 10.100, OM 18 10.300 tới 10.500, OM 4900 8.900 tới 9.200. Tại Kiên Giang, IR 504 9.000 tới 9.100, OM 380 8.900 tới 9.000 đồng, Đài Thơm 8 10.300 tới 10.500, OM 5451 9.900 tới 10.100, OM 18 giá 10.300 tới 10.500 đồng, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, RVT 8.600 tới 8.900, DS1 8.200 tới 8.400, ST21 9.700 tới 9.900, ST24 25 10.600 tới 10.800, OM 34 8.800 tới 9.000 đồng, Jasmine 8.400 tới 8.600, Jabonica 8.200 tới 8.400. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 8.900 tới 9.100, IR 504 9.100 tới 9.200, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, Đài Thơm 8 10.300 tới 10.500, OM 5451 9.900 tới 10.200, OM 18 10.300 tới 10.500, ST 21 9.700 tới 9.900, ST 24 25 10.600 tới 10.800, Jasmine 8.400 tới 8.600, Jabonica 8.200 tới 8.400. Tại Đồng Tháp, OM 380 8.900 tới 9.100, IR 504 9.100 tới 9.200, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, Đài Thơm 8 10.300 tới 10.500, OM 5451 9.900 tới 10.100, OM 18 10.300 tới 10.500, OM 4900 8.900 tới 9.200, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 8.100 tới 8.200. Tại Sóc Trăng, OM 380 8.800 tới 8.900, Đài Thơm 8 10.300 tới 10.500, IR 504 9.000 tới 9.100, OM 4900 8.600 tới 8.800, OM 5451 9.900 tới 10.000 đồng, OM 18 10.300 tới 10.500, Tài Nguyên 8.700 tới 8.900, RVT 8.600 tới 8.900, VNR 20 8.600 tới 8.800, ST 21 8.500 tới 8.800, ST 24 25 9.700 tới 9.900, DS 1 8.200 tới 8.400, OM 34 8.800 tới 9.000 đồng. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đại Thâm 8 10.300 tới 10.400, IR 504 8.900 tới 9.100, OM 4900 8.800 tới 9.100, OM 5451 9.900 tới 10.100, OM 18 10.300 tới 10.400, Nàng Hoa 9.600 tới 9.700, RVT 8.600 tới 8.900, ST 21 9.700 tới 9.900, ST 24 25 9.600 10.600 cho tới 10.800 nha bà con. DS1 là 8.200 tới 8.400. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 8.100 tới 8.200, IR 504 9.000 tới 9.200, Đài Thâm 8 10.400 tới 10.600, OM 5451 9.900 tới 10.200, OM 18 giá 10.400 tới 10.600, ST 21 9.700 tới 9.900, ST 24 25 10.600 tới 10.800, Nàng Hoa từ 9.700 tới 9.900, RVT có giá 9.100 tới 9.200. Tại khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, IR 504 9.100 tới 9.200, Đài Thơm 8 9.600 tới 9.800, OM 5451 9.900 tới 10.100 và OM 18 giá 9.600 tới 9.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và
hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.